xem này, thơm không nè. Đây, tùy chưa. Đấy, đấy, nhìn gạo đấy. Đây, này. Ốc quá. Cái không khí ngày xưa chuẩn bị Tết tí. Alo. Để con em xa quê biết cái chợ này chứ. Đây là để em sang em cái tiền. Nào, em ơi, sữa ngon. Sữa chân ngon đã ông ơi. Vâng, vâng. Đây là hàng sữa. Sữa chân ngon đâu ạ? Mua về mà làm quà. Ông ơi, ông chụp ảnh ông chớ mang đi nhá, chết. Giới thiệu hàng các bác để cho anh em ở xa quê người ta nhớ kỷ lục. Bay cái gì đây? Ở đâu rồi? Người này thì không. Chắc không có chứ. Cười rất tươi mà. Xin các bác mấy kiểu để cho con em trên khắp mọi miền biết là trên Bắc Giang. Chú ở đâu về chú? À, tôi ở đây thôi. Cháu về chú. Chú ở đâu? Nguyễn Lộc. Cháu ở Nguyễn Lộc đây. Cháu ở Thích Viên. Trên Nước Cả đấy. Cả ở trên này chú nhỉ? Chú ngon rồi. Đi quay cắt chợ ở Tất Niên đấy, ông đừng về sau nhé. Này, nhìn vào đây đi.
nhà này bán tốt không? Dạ, ông ơi, buồn buồn lắm ạ, năm nay nó chậm lắm. Năm nay nó không như mọi năm ạ. Chắc là một vài nữa thì nó sẽ...